Ta và Quyền Đức cũng đã giao hảo nhiều năm, nhưng đừng vì vậy mà cứ thua cờ bạc lại đến tìm ta vay nợ. E rằng đó không phải là cách đâu. Tào huynh đừng vội khinh người vậy chứ. Tôi hôm nay đến đây không phải để vay tiền, chỉ xin ở nhờ vài hôm thôi. Té ra không phải đến vay tiền, mà là đến ở đợ thôi hả? Mà sao mặt mũi bầm dập vậy? Kể ra cũng khó hiểu, chả là lúc để xuống bến xe thì điện thoại hết pin không gọi được cho huynh, nên định lại nhờ bác xe ôm truyền thống lấy điện thoại đặt giùm cuốc ráp. Nói vậy thôi mà ổng nổi khùng lên, đập đệ một trận tơi bời qua lá hẹ. Bởi vậy lòng người bây giờ khó hiểu lắm, mà xe đâu không đi lại đi xe ôm. Hôm bữa nghe lời Khổng Minh nói, ổng xem thiên văn thấy sao tiên nữ sa vào chòm sao Nam Dương, nên suối đệ quýnh con lô đề để cầm xe hết tiền phăng ngay con 69 này, ngờ nó ra con 96. Ê, tin người vãi cụ luôn. Vợ của đệ biết chưa chắc giận lắm hả? Ê, nó biết rồi. Không biết có giận không, mà thấy nó đi mua cái ba lô với cái bọc đen về, nên đệ trốn từ Bình Dương lên đây luôn nè. Trời, ta đã nói với đệ rồi, cổ nhân có câu: vợ là người bên cạnh lúc ta khó khăn hoạn nạn, và chặt đầu ta khi ta phạm sai lầm. Nhưng thôi, đã tới đây rồi thì ta sẽ giúp. Phủ của ta cũng rộng lớn như thế này, thiếu gì chỗ cho đệ ở. Ở sau bếp còn cả một rừng cây, không? Đệ cứ ra đó mắt giỏng mà ở, ở bao lâu cũng được, đừng có khách sáo. Trời điệu, thiệt luôn hả? Đùa thôi, đùa thôi. Ta sẽ bày cho đệ một kế có thể làm nguôi cơn giận của vợ đệ. Là kế gì? Giờ cũng đang gần dịp Tết, mua quà tặng nó là xong. Quà gì bây giờ? Phụ nữ ai chả thích làm đẹp, hãy mua tặng cho vợ của đệ serum trị mụn Love Skin White. Cái serum đó nó có công lực ối lộ công dụng như thế nào? Nó tốt dữ lắm. Nó đặc trị mụn thâm, chống nhờn, mụn đầu đen, mụn ẩn dưới da nữa, mụn lưng, mụn bọc, thoa một đêm nó xẹp liền. Hay quá gì hả? Mà có mắc lắm hay không? Hôm 8 tháng 3 mới tặng cây dũa móng tay rồi, bây giờ tặng thêm nữa chắc nghèo quá. Love Skin White giá tốt lắm. Nghèo không phải là cái tội, mà cái tội lớn nhất đó, nghèo mà còn kẹo. Mà mấy thằng kẹo nhiều á là dễ bị kiến bù nữa cắn sức con cờ u đó, hiểu chưa? Mà sao giờ này đệ còn kẹo dữ vậy? Đệ muốn mua quà tặng nó hay là muốn ta đi lục cái đầu của đệ trong thùng rác? Đệ nghĩ kỹ rồi, đầu của đệ quý hơn, thùng rác thì thúi lắm, nên đệ sẽ mua serum Love Skin White để tặng cho nó. Đệ chỉ cần gọi số hotline 0909668011 là sở hữu được serum Love Skin White ngay thôi. Cái gì không nên tiếc thì đừng có tiếc. Lòng dạ đàn bà khó đoán lắm. Ở Bình Dương là nó khứa cái đầu trên, còn ở Tam Quốc này hả, nó khứa đầu dưới không à. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiễn, nên gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu.